Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác những giỏ lan đẹp nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Các bác xem ủng hộ em thì nhớ ấn like em tí nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu. Em bán hàng là hôm nay là không bao gồm phí ship nhá. Phí ship là các bác tự chịu nhá. Đây, em bán cho các bác một giò trồn như thế này này. Đấy, 5 cây nhá. Giò này thì cây nó to hơn. Đấy, nên là em bán cho các bác với giá là 300.000 nhá. 300.000 nhá. Đấy, như này. Nó thuần thì các bác không phải nghĩ nhá. 300.000 cho giò số 1. Cú đó. Số 2 này. Đấy, nó lại ở chậu này các bác này. Cây nuôi lá càng ngày càng to. Đấy, lại thế cơ. Em bán giò này cho các bác với giá là 280.000 nha. 280 nha. Đấy, giá hương nuôi trồn. Cho giò số 2. Số 3 này. Cái giò này thì to này. Đôi 4, 6, 7, 8, 9, 9 cây. Đấy, như thế này. Nó to như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Cho giò số 4. À, số 3. Cái này là giò hoàng nhạn nha các bác nha. Hoàng nhạn nhá, này là hoàng nhạn tháng 4 thôi. Có 4 cây, 5 cây, có cây này nữa, cây nhỏ ở đây nữa. Các bác về các bác dựng lên cho em là được. Giò như thế này nhá, hoàng nhạn tháng 4. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nhá, cây nó to nhá. À, cây to này các bác này. Đó. 500.000 cho giò số 4. Đây, một giò kiều này. Kiều này là kiều Lộc Bắc nha các bác nha. Kiều Lộc Bắc nha. Mầm nó ra tua tủa luôn. Có 5, 6 cái mầm ra này các bác này. 6 cái mầm này. Đấy. Một giò kiều Lộc Bắc như thế này. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Kiều Lộc Bắc nha. Cho giò số 5. Số 6 này, một giò gà to như thế này. Thuần quá, thuần luôn. Có này, hai lớp nha, hai lớp nha. Đó, như thế này. Đó. Đây này. Đó, đẹp không ạ? Em bán giò này cho các bác với giá là 550.000 nha. 550.000 nha các bác nha. Cho giò số 6. Số 7 này em lên tiếp giò trồn này này. Cây thì to các bác ạ. Giò này có 5 cây nhá. 5 cây nhá. Giò này thì em to hơn thì em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha các bác nhá. Đấy. Cho giò số 7. Cái này khác. Số 8 này là gì đấy? Trắng. Gà này là gà trắng nha các bác nhá, gà trắng nha, hoa trắng nha, hoa trắng tinh luôn. Đấy. Mà gà này là gà dẹp. Giò này em bán cho các bác với giá là 2.500.000 nha, gà trắng nha, một giò gà to này, gà trắng này. 2.500.000 các bác nha, 2.500.000 nha. Cho giò số 8. Một giò hoàng thảo môi tua
Giá hương nuôi chồn, lũa đẹp nha các bác nha, lũa đẹp nha. Một giò chồn như thế này. Đó. Như này. Đây nha. Đó, treo như này cho các bác nha. Một giò chồn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 750.000 nha. 750.000 nha các bác nha. Cho giò số 9 nha. Số 10 này. Một giò quế trắng tháng 8 như thế này này. Nó có được có mỗi cái nụ rồi. Các bác, một giò quế trắng tháng 8 như thế này các bác về chăm tiếp cho em. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 350.000, có một cái nụ đây nha. Đó. 350.000. Cho giò số 10. Số 11 này, cái này là hạc vĩ thiên cung nha. Hạc vĩ thiên cung nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 11. Đây nhá, em lên tiếp cho các bác này. Chậu hài công nhá, hài đuôi công nha các bác nha. Như thế này. Đấy, đẹp không ạ? Đấy. Một giò hài đuôi công như thế này. Nó cũng đang có mèo rồi nhá các bác nhá. Nhưng nó chưa thể hiện hẳn nên là em không đếm được đâu. Em bán giò này cho các bác này. Cái chậu này là chậu xi măng nhá. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nha các bác nha, 300.000 thôi. Căn bản là nó là chậu nặng nên là em giảm cước cho các bác thôi, không là cái giò này phải 400 ấy ạ. Cho giò số 12. Số 13 này, các bác này. Cái này là hạc vĩ thiên cung nha các bác nha. Hạc vĩ thiên cung nha các bác nha. Một giò to như thế này. Em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. Vì là nó quá to luôn này các bác này. Đấy, người em nó che hết này. Đấy. 600.000 nha. Cho giò số 13. Các bác ơi. Một dề ý ngọc này. Một dè ý ngọc này. Đấy, đẹp không ạ? Một dè luôn nhá các bác nhá, một dè nhá. Thuần quá đẹp luôn. Như này thì nay mai ra hoa thì nó là tuyệt phẩm nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nhá. 350.000 nhá các bác nhá. Cho giò số 4. À, số 14. Số 15 này, em lên một giò hoàng thảo kèn, gieo hạt nhá, hàng gieo hạt nhá. Một mầm gốc này, hai mầm gốc này, 3, 4, 5 mầm gốc. Đấy, hai mầm bé và 3 mầm to. Đấy, như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nhá. 600.000 nhá. Hoàng thảo kèn gieo hạt nhá, các bác nhá. Cho giò số 15. Số 16 này. Ba thân kèn to đẹp như thế này. Đấy. Em bán ba thân kèn gieo hạt như thế này, nó vẫn là gieo hạt nhá. Được lên được gần 80 sen này các bác ạ, nó dài được gần 80 sen. Đấy là thân, em thọ đo thân dài nhất nha các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha các bác nhá. Cho giò số 16.
Số 17 này. Giò giả hạc hoa hồng đỏ, hay người ta gọi là trầm rồng đỏ ấy. Giả hạc hoa hồng đỏ nha các bác nhá. Một giò như thế này. Đây này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Cho giò số 17. Số 18 này. Dáng hương tam bảo sắc này. Đấy, một giò như thế này. Giò như thế này này. Em bán cho các bác với giá là 350.000. 350.000 nha các bác nha. Ghép vào giớn như này nha. Cho giò số 18. Số 19 này. Cái này là cẩm báo nha. Cái này là đang có một bông hoa này các bác này. Đang có một bông hoa. Đấy, cẩm báo đang có một bông hoa như thế này. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. Các bác nha, 250.000 nha. Cho một giò cẩm báo như thế này, 250.000. Cho giò số 18. À, số 19. Số 20 này. Cái này là một giò đen rô đỏ nha, hoa đỏ nha các bác nha, hoa đỏ nha, một giò to như thế này. Đen rô thường. Cái này là đen rô thường đấy nha. Đen rô thường nha các bác nha. Một giò to như thế này, chậu 30. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Quá to luôn. Gọi là đen rô úc mắt đen ấy ạ. Cho giò số 20. Số 21 này. Một giò hạc vĩ thiên cung nha. To như thế này mà em bán cho các bác với giá là 600.000. 600.000 nha các bác nha. Vừa lá to lại đẹp. 600.000 cho giò số 21. Số 22 này. Ba cây dáng hương tam bảo sắc như thế này. Em bán 120.000 nha. 120.000 nha các bác nha. Cho giò số 22. Số 23 này. Có 6 cây quế trắng tháng 8 như thế này. Nó không có hoa nha. Nó không có hoa nha các bác nha. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000 thôi. 250.000 nha các bác nha. Cho giò số 23. Số 24 này. Một giò dáng hương tam bảo sắc to như thế này. Trồng và giớn như này nha. Em bán giò này cho các bác này với giá là 250.000 nha các bác nha. 250.000 nha. Cho giò số 24. Số 25 này. Một giò kiều lộc bắc như này. Đang hoa này này. Các bác này. Đang nụ rồi. Đấy. Nó đang có 3-4 cái nụ ấy nha các bác nha. Một giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu thôi. 1 triệu nha các bác nha. 1 triệu cho giò số 25. Các bác mua lan càng to thì nó càng rẻ nha các bác nha. Một trụ dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha.
cho giò số 26. Số 27 này. Tiếp tục dáng hương tam bảo sắc. Cái dáng hương tam bảo sắc này nhà em trồng 3 năm rồi ấy ạ. Đó như thế này. Em cũng bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Cho giò số 28. Số 29 này các bác này. Vẫn là dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy. Một giò to nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Một giò to như này. 600.000. Cho giò số 29. Số 29 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và nhớ ấn like cho em tí nha, để em có động lực em bán hàng nha. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nha.